Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì có một số anh em hỏi mình cái dấu hiệu để nhận biết con cá nó bị nấm á, và cái cách mà mình chữa cho nó ha. Thì cái này một số anh em mới chơi thì chưa có nắm rõ cái dấu hiệu nhận biết với lại cái cách mình chữa bệnh. Chứ còn anh em mà có chơi cá beta rồi thì cái chuyện này nó cũng đơn giản ha. Thì cái bệnh nấm đối với cá là cái giống như cái bệnh rất là thông thường. Những lúc mà chuyển mùa hoặc là nhiều khi anh em mình chăm sóc cái môi trường nó không ổn thì cá nó cũng hay bị bệnh. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cái nguyên nhân mà con cá nó bị nấm, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để mình chữa ha. Thì ở đây mình làm theo cái kinh nghiệm của mình thì mình chia sẻ lại thôi, còn anh em có cách làm hay hơn thì có thể chia sẻ để mọi người cùng học hỏi ha. Rồi bây giờ cái đầu tiên là cái dấu hiệu để anh em mình nhận biết con cá nó bị nấm nè ha. Thì đây bên đây là cái con bình thường nè, mình quay hai con ha, hai con đều là alenrin hết đó. Rồi cái con bên trái là cái con bị bệnh nè, con bên phải là con bình thường nè đó. Thì anh em thấy không, nhìn vô thôi, chỉ cần nhìn sơ thôi là mình thấy hai cái trạng thái nó khác nhau đúng không. Cái con cá khỏe thì nó di chuyển liên tục, nó bơi liên tục. Đây. Còn con cá mà nó bệnh thì thường nó hạn chế di chuyển lắm, nó ít có bơi lắm. Thường là nó có thể nằm ở dưới đáy keo ha, hoặc là nó nằm ở trên mặt nước ở chỗ này nè, ở chỗ cái phần mí này nè. Đó. Nó nằm nó giống như nó neo, nó đậu đó vậy đó. Đó. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè, anh em mình thấy cái bộ vây của nó, con cá mà nó bệnh thì thường cái vây của nó sẽ hơi túm lại. Cái con này thì nó bị nhẹ anh em, nó cũng mới bị à, mức độ nhẹ cho nên là cái vây nó chưa có túm nhiều. Còn nếu mà con cá mà bị nặng thì anh em thấy là cái bộ vây của nó, vây lưng, vây đuôi, rồi vây bụng rồi à, nó sẽ túm lại. Nhìn cá nó suông, nó suông giống như chiếc đũa vậy đó. Còn ở đây nè, con cá nó khỏe thì cái bộ vây của nó lúc nào nó cũng vươn ra nha anh em, không đó, nó di chuyển, nó vươn, nó bung ra, nó di chuyển liên tục. Bây giờ anh em mình quan sát, anh em mình nuôi, anh em mình để ý là thấy, là nhìn là biết liền ha. Đó. Rồi cái thứ ba là về cái màu sắc của con cá. Thì khi mà con cá nó bị nấm thường nó sẽ xuống màu anh em, cái màu nó không còn tươi giống như là cái lúc mà nó khỏe nữa. Đây là anh em nhìn thấy không, con này cái màu nó tươi nè, nó sáng lên. Mình nhìn giống như nó có một cái lớp ánh kim, nó sáng, nó lấp lánh lên vậy đó. Còn con cá mà khi mà nó suy rồi là cái màu nó hơi tái, nó hơi giảm lại. Một số con mà cái màu nó đậm thì anh em nhìn rõ lắm. Rồi cái tiếp theo là nếu như mà cái con cá mà được bị nấm thì thường đa số là cá beta mình sẽ bị nấm trắng nha. Nấm trắng là chủ yếu. Nấm trắng nó sẽ có một cái lớp giống như một lớp bột trắng phủ ở bên ngoài cái thân của con cá, phủ ở vảy rồi ở vây. Cái con này thì nó mới bị cho nên là anh em nhìn nó không rõ lắm. Nếu mà nó bị nặng anh em nhìn vô là giống như là có một cái lớp phấn phủ ở bên ngoài, mình xin lỗi, là giống như có một cái lớp bột phủ ở bên ngoài, lớp bột trắng phủ ở bên ngoài cái phần thân của con cá. Còn con cá khỏe thì không có nè, đen là ra đen, xanh là ra xanh. Còn bên đây cái màu nó cũng hơi nhạt rồi nè, anh em thấy không? Nhưng mà cái lớp nấm thì nó chưa có dày cho nên anh em mình không có rõ. Cái này nếu bạn đêm anh em mình gọi đèn á, mình lấy đèn pin mình gọi thì mình sẽ có thể mình thấy được. Đó. Rồi cái tiếp theo nè, là khi mà con cá nó bị nấm thì thường nó giống như là mình bị nấm thì mình ngứa, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Thì nó hay di chuyển lại gần mấy cái thành hồ á, nó cọ vô mấy cái thành hồ nó cọ cái mình nó vô Thì đó cũng là một cái dấu hiệu để mình nhận biết là con cá của mình đã bị nấm. Mình cứ thấy nó cạ vô cái hồ là mình biết rồi đó ha, đó nấm, thần nấm ghé rồi đó. Còn con cá khỏe thì nó không khi nào mà nó làm vậy chứ. Có nhiều con là nó bị nấm nặng á, nó giống như nó khó chịu, nó ngứa là nó nhảy lên mặt nước luôn, nó nhảy lên mặt nước, nó nằm, nó dính trên cái thành hồ luôn.
Và cái tiếp theo nè là cái này thì không phải là mình nhìn vào con cá nữa mà nhìn vào cái nước. À, anh em mà nhìn vào cái nước mà anh em thấy cái nước nó hơi đục đục là anh em cũng nên nghi nghi đi ha. Đây nè, hai cái màu nước nè anh em thấy không, ở bên đây thì cái độ trong suốt nó cao lắm, à, còn bên đây thì nó hơi đục đục, à, cái màu nó hơi ngà ngà ha. À, thì đó là những cái dấu hiệu để mình xem xét, mình tổng hợp lại để mình xem là con cá mình là nó bị nấm, bị nấm nào ha. Thì thường là nấm trắng thôi, thường là nấm trắng. Rồi cái nguyên nhân anh em, thì cái nguyên nhân này nó có, mình chia thành hai cái nguyên nhân ha. Cái nguyên nhân thứ nhất là cái chế độ chăm sóc của mình đó. Là cái ví dụ như con cá này là mình để trong keo cũng hơi lâu lâu rồi, cái này chắc cũng hơn tuần rồi anh em thấy không, nó phân ở dưới cái đáy hồ nè cũng hơi nhiều cho nên là nó nước dơ đó, thì cá nó dễ bị bệnh, nó bị yếu cho nên là nó dễ bị nhiễm nấm. Rồi cái thứ hai nữa là gì, là anh em mình tạo điều kiện ha, để cho cái nguồn nấm nó lây nhiễm. Ví dụ như là cái những con cá anh em mới mua về, hoặc là cái nước từ cái những cái khu vực mà bị nhiễm nấm đó mà anh em lấy anh em thả vô cái hồ cá nè, thì như thế thì cũng làm cho con cá của mình nó bị nhiễm bệnh. Vậy thì cái thứ nhất là cái môi trường nó giống như là nó không được sạch, cái môi trường dơ, nước dơ. Và cái thứ hai là cái mầm bệnh hay là cái nhóm nấm bệnh đó. Rồi bây giờ cái cách chữa trị thì cái cách cũng đơn giản nè, trên thị trường bây giờ có nhiều cái thuốc để anh em mình sử dụng để trị nấm lắm. À, nấm nè, ký sinh trùng nè, đó. Thì thường ở đây mình sử dụng nhiều loại ha. Đó. Anh em có thể sử dụng cái chai này, Bimafish. Đó. Cái chai này thì nó thường nó bán cái loại này là loại nhỏ nè. Đó. Còn một chai nữa là cỡ lớn hơn ha. Loại này là 237, loại này là 118 mi. Nó còn cái chai 237 mi với cái chai 500 mi nữa thì phải. Đó. Rồi hoặc là anh em mình sử dụng cái loại này ha, Lucai 3 số 9 thì nó đậm đặc hơn 4 số 9 ha, nó có nhiều loại. Rồi hoặc là một số cái chai này thì của Thái ha. Đó. Bionoc. Bionoc thì nó có một cái chuỗi sản phẩm là 1 2 3 4 đó. Nhưng mà ở đây thì mình thường là mình sử dụng là 2 với 4 kết hợp ha. 2 với 4. Thì một cái là chị nấm, một cái là chị ký sinh trùng, mình kết hợp lại hai cái đó. Thì này thường là mình sẽ sử dụng kết hợp ha anh em đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm các bước như thế này. Thì đầu tiên á, khi mà phát hiện cá bị bệnh á, là mình sẽ thay nước cho nó cái đã, thay nước. Cái trường hợp mà cá nó bị nặng á, thì anh em mình nên tắm cho nó một cái, thì mình pha với cái nồng độ nó hơi đậm đặc, bao gồm cái nước muối và cái thuốc trị nấm ha. Cái nồng độ nó hơi đậm đặc ha, mình tắm cá trong khoảng chừng 5 đến 10 giây thôi. Đó. Rồi sau đó mình chuẩn bị cái nước mới, nước này sạch sẽ ha. Nước mới đã được xử lý rồi ha. Rồi sau đó mình cho vào cái thuốc thì mình ở đây là mình trộn lại ha anh em. Đó. Mình sử dụng ba loại này, Bimafix rồi Bionoc 4 và 2 mình trộn lại. Đó. Thì đối với cái thuốc mình tự pha này á, thì mình sử dụng là một giọt cho khoảng 3 lít nước. Đó. Ha, cho vô. Thì tùy theo anh em á, anh em mình sử dụng thấy cái nào hiệu quả thì anh em mình làm. Đó. Thì cái nước này nó có cái Bionoc 2 nó hơi màu, nó hơi sẫm, nó hơi xanh, giống như xanh dương vậy đó anh em. Xanh dương màu tím vậy đó. Đó. Rồi, tiếp theo anh em mình cho thêm một ít muối. Cái muối là mình sử dụng là muối hột ha. Đó. Thì ví dụ như cái hồ của mình là nó khoảng 1,5 lít tới 2 lít đó. Thì mình cho khoảng bao nhiêu đây muối nè. Đó. Đó. Cho thẳng vào luôn. Rồi. Sau đó mình bắt cá. Cá này do nó bị nhẹ cho nên là mình không cần tắm. Đó. Mình bắt. Mình cho nó qua cái hồ bên đây. Đó. Mình quan sát ha, nếu mà ngày mai mình thấy cá nó khỏe thì mình thay nước 50%. Đó, thay nước mới 50% vô. Rồi mình nhỏ tiếp cái
cái thuốc một lần nữa để đảm bảo lần cá của mình nó khỏe hoàn toàn luôn, và cái môi trường nó sạch luôn, không còn nấm nữa. Rồi thì cái đó là cái cách mà mình làm thông thường để mình xử lý cá của mình ở nhà ha. Đó thì cái này cũng khuyên anh em là mình nên chăm sóc cá thì mình nên ít thì anh em mình theo dõi thường xuyên, hay chịu khó mình thay nước định kỳ. Cá này thì nó cũng khỏe, anh em trong khoảng 1 tuần anh em thay một lần, ít nhất một lần là được. Còn anh em nào có điều kiện thì mình thay thường xuyên hơn cũng được. Cái nước sạch thì cá mình nó sẽ khỏe. Và trước khi thay nước thì xử lý nước cho nó kỹ chút xíu, đảm bảo không có bị lây nhiễm từ những cái nguồn khác. Đó. Thì khi đó là cá mình nó sẽ khỏe. Còn ở đây do mình nuôi số lượng nhiều cho nên là nhiều khi cũng sơ sót một vài con ha. Thì cá bệnh này thì mình sẽ tự chữa, mình chữa khi nào khỏe thì mình mới giao lưu với anh em, chứ còn cá bệnh là mình tuyệt đối không có bán ha. Cái chai này là mình pha lại ha, mình trộn nhiều loại lại chứ không phải là cái chai Bionox 3 ha, tại vì cái nhãn cũ thôi. Đó. Rồi thì chia sẻ với anh em vậy ha, anh em là có gặp thì mình áp dụng thử xem nó hiệu quả như thế nào ha. Rồi chúc anh em may mắn và chúc anh em chăm cá khỏe nha. Rồi xin chào.